Chị Nhanh Trí ơi, em có điều này mà không dám nói với ai, em chỉ dám tâm sự với chị thôi. Năm nay em 10 tuổi rồi, dạo gần đây em thấy cơ thể mình lạ lắm ý. Chắc em bị bệnh gì rồi chị? Em thấy đau ngực, còn sưng lên nữa, cả người thì cứ nhức mỏi. Mà chị ơi, quần xì của em còn có màu đỏ nhá, em không biết ở đâu ra luôn đó chị. Em nghĩ mình bị ung thư rồi. Em lo quá chị ơi, chữa ung thư tốn nhiều tiền lắm phải không chị? Hey, đọc tới đây là Nhanh Trí hiểu rồi đó. Đó là một lá thư của một bạn Nhanh Trí xin được giấu tên đã gửi về cho Nhanh Trí nhé. Các bạn ơi, tự nhiên một ngày các bạn nhận thấy quần áo mình chật đi, mình cao hơn, quần của mình ngắn hơn, vùng hông thì to ra, cơ thể ngày càng phát triển, có vẻ như là giống người lớn ra phết rồi đấy. Chùa hết, anh em cảm thấy mình có mùi cơ thể, có cả mấy cọng lông nách, lông vùng nhạy cảm và thêm một điểm nữa là xuất hiện mụn trên mặt. Ôi là trời, đây là dấu hiệu của điều gì vậy? Tuổi dậy thì hay là bị bệnh nặng rồi? Này, đừng lo nhé, đây là dấu hiệu của tuổi dậy thì đấy, ai mà chẳng trải qua cơ chứ. Thậm chí, ông bà bố mẹ mình cũng trải qua cả rồi, nên không có gì phải ngỡ ngàng ngơ ngác xí hổ đâu. Your body is going to change, there's no need to feel strange. Đặc biệt là mấy bà con gái ấy, kiểu gì mà chẳng gặp điều này, đây là hiện tượng gì, có thể đoán được không nhỉ? Là rụng râu hay còn gọi là ngày đen đỏ đó. Này mấy ông con trai đừng có mà cười chúng tôi. Đánh cho mày cái bây giờ, mấy ông muốn có cũng không được đâu. Chỉ con gái mới có thôi. Ta nói tháng nào cũng một lần, kéo dài sương sương 5 đến 7 ngày. Khó chịu ơi là khó chịu ý. Thế chúng mình phải làm gì khi tới ngày dâu tây đây? Bảo mẹ trợ giúp, nhờ bạn bè hay tự xử lý thôi. Các sư muội của tôi ơi, hãy nhờ mẹ giúp đỡ nhé. Đừng có ngại, con gái ai chả phải tới ngày dâu tây, xí hổ cái gì không biết. Ngày xưa mẹ cũng đều trải qua hết rồi. Ngoài ra những trợ giúp nho nhỏ khác như đau bụng thì làm thế nào, nên mặc quần áo ra sao thì Nhanh Trí có thể giúp đỡ các sư muội nè. Nhớ inbox cho tôi vào Facebook Nhanh Trí để thầm kín chia sẻ nha. Vậy các phái đẹp tới tháng thì các huynh đệ của tôi có nhận ra không? Đâu là dấu hiệu nhận biết con gái tới ngày rụng râu? Chắc chắn là cô nàng nhăn nhó đó đang tới chu kỳ rồi, bởi vì trong ngày này sẽ đau bụng và đau lưng khủng khiếp. Đấy, anh em thấy không, đứt tay một giây thôi đã kêu cha gọi mẹ rồi. Thế mà chị em tôi phải chịu nỗi đau như gãy 7 cái xương sườn suốt một tuần liền. Thế mới nói con gái xứng đáng là những bông hoa cần nâng niu và bảo vệ, đúng không nào? Chưa dừng lại ở đó đâu nhé, sau đây là một hành vi vô cùng nguy hiểm ở học đường mà Nhanh Trí chắc chắn 101% học sinh nào cũng biết nhưng chưa ai dám nói ra ấy. Theo các bạn đó là hành vi gì? Rõ ràng như ban ngày rồi, đây là bạo lực học đường, một hành vi vô cùng sai trái và tai hại, hay nói cách khác, chính là bắt nạt người khác đấy. Đôi khi nhìn thì rất đơn giản như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau cũng có thể làm tổn thương người khác và đôi khi dẫn đến những hậu quả vô cùng tồi tệ như bỏ học, thậm chí có bạn còn không dám đến trường rồi còn sợ quá cô, bị trầm cảm luôn. Có câu bầu ơi thường lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Chúng ta không phải sống trong một nhà, nhưng đã là bạn bè, là anh em, là bằng vai phải lứa với nhau thì hãy cùng đoàn kết, biết yêu thương giúp đỡ nhau cùng tiến bộ chứ. Đừng vì một hành động mà làm tổn thương người khác nhé. Đứa nào mà bắt nạt bạn với oánh thì mách cô, mách không được thì mách bố mẹ, không được nữa thì ra chú công an, láo nháo báo Nhanh Trí cho lên báo AC luôn. Còn con trai, đến tuổi dậy thì dấu hiệu nhận biết rõ là gì nhỉ? Các anh em có biết không? Giọng nói ôm ôm, bị hôi nách hay bị hôi chân ta? Dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất đó là giọng nói ồm ồm, tự nhiên thay đổi cái, ngại ngùng ghê. Nhưng mà đừng lo, giọng khàn của bạn đã hết, thay vào đó sẽ là một giọng trầm chuẩn men hơn. Điều này do cơ thể sản xuất testosterone, một hormone phát triển của nam giới. Sự phát triển của vùng cổ họng, sụn họng nhô ra phía trước, trở thành quả táo Adam. Anh em nhớ, ăn không quá nhiều đồ lạnh, đồ chiên rán nhé. Tầm này phải bảo vệ giọng nói là quan trọng lắm đó. Câu hỏi số 7 tới đây, những em bé lớp mẫu giáo còn trả lời được ý, liệu rằng các bạn có trả lời được không? Đâu là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của chúng mình?
Này, lại đây nhanh trí bảo nhỏ, nếu mà bạn trả lời được đúng câu này, chắc chắn bạn sẽ là thầy cô giáo của mấy đứa em luôn. Đáp án là vùng bụng, rốn, vùng mặc quần và chân đùi nha. Nhanh trí nghĩ có thêm cả cánh tay luôn ý chứ. Những vùng này là vùng an toàn của bản thân, bất cứ ai động vào hay cố ý, cố tình cũng không được phép. Mình lớn rồi, chỗ đó phải bảo vệ cho chính mình chứ. Chỉ có bố mẹ và người thân rất thân như ông bà và bác sĩ lúc khám mới cho động một tí thôi. Chứ nếu như mà khi mà thấy kẻ nào vẫn cố tình động chạm á, cần báo ngay cho ba mẹ để xử lý người ấy đi nhé. Hoặc là cứ hét lên bớ làng nước ơi cứu cứu anh em nhé. Để rõ ràng và cụ thể dễ hiểu hơn thì bây giờ chúng mình cùng đến một tình huống nhé. Bạn Lily đang ngồi trong phòng một mình thì có một chú hàng xóm qua có tặng một con búp bê rõ là xinh đẹp. Chú đã bế Lily ngồi lên giường và sau đó chú ấy chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể Lily, lại còn sờ máu linh tinh. Kể từ sau hôm đó, Lily rất buồn và cảm thấy sợ hãi, xấu hổ nữa. Trời ơi, nếu là Lily thì lúc ấy bạn sẽ làm gì? Giữ bí mật, nói cho mẹ nghe hay báo cảnh sát nhỉ? Đây là một pha xử lý tình huống mà chắc chắn bạn cần nắm rõ. Nếu là Lily, mình sẽ nói cho mẹ nghe và báo cảnh sát luôn, vì đó là hành vi xâm phạm trẻ em rất đáng lên án. Các bạn đang lo sợ và xấu hổ đúng không? Đừng, đừng, vì kẻ xấu phải bị pháp luật trừng trị chứ. Nếu bây giờ chúng mình không nói ra thì rất có thể ngoài kia còn rất nhiều bạn bị như chúng ta nữa thì sao? Vì vậy, việc này vừa cứu chính mình, vừa cứu nhiều người khỏi kẻ xấu đấy. Hãy mạnh dạn lên nhé! Còn ở một diễn biến khác, tí đang ngồi chơi game, xong rồi á, bị ông anh kia bắt tụt quần, rồi còn sờ mó, động chạm vào chỗ nhạy cảm. Nhìn thì có vẻ là đùa, nhưng thực chất đây tiếp tục là hành vi xâm phạm. Ủa, vừa nói mà các bạn quên hả? Đường đường là bộ phận nhạy cảm thì tuyệt đối không ai được xâm phạm, nhất là người lạ ấy. Cứ vớ va vớ vẩn, vừa va vánh vo vát, vì vãi vảo vừa va về vớm. Các bạn có dịch được nhanh trí vừa nói cái gì không? Nhớ comment lại nhé! Ở đây có bạn nào đang xem với ba mẹ không? Đây là góc dành riêng cho cha mẹ nè. Bạn nào hay hư thì có lẽ không muốn biết điều này đâu. Đâu là câu thần chú để giúp cha mẹ giúp con đỡ bướng bỉnh hơn? Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, hư đốn, sai bướng, mắng luôn không nói nhiều là điều hiểu lầm lớn nhất mà bố mẹ nào cũng gặp phải. Mà để giúp con đỡ bướng bỉnh trong tuổi dậy thì, các bậc phụ huynh nên lựa chọn phương án A và B, đặt ra câu hỏi có lựa chọn cho con và tôn trọng con. Nào nào, các bạn có thích ba mẹ mình nói kiểu đó với mình không? Kiểu con có thể ăn xúc xích hoặc gà rán nhưng cả hai đều gây béo thì mình cũng dễ chịu lựa chọn hơn là bắt ép phải không các bạn? Và đó mới là hai trong 10 thần chú được nghiên cứu bởi cô Nguyễn Thị Lanh, chuyên gia trị liệu tâm trí thôi. Nhanh trí hy vọng các bạn sẽ chia sẻ điều này tới ba mẹ nhé! Đã là thân con trai con gái trên cuộc đời này, từ nãy đến giờ chúng mình biết được quá trình dậy thì rồi. Thế thì đứa nào dậy thì trước nhỉ? Con trai hay con gái đây? Biết không, con gái chúng tôi thường sẽ dậy thì trước con trai đấy. Chính vì dậy thì muộn hơn nên thời điểm kết thúc cũng muộn hơn. Đây cũng là giai đoạn phát triển chiều cao nên con trai thường cao hơn con gái là vì vậy. Vì thế, để có chiều cao lý tưởng, các bạn hãy tận dụng triệt để thời cơ này để chơi thể thao và ăn uống điều độ nhá. Hiện tại ở lớp các bạn, tụi con gái và tụi con trai ai cao hơn? Nhớ comment nào! Tiếp tục là một bí kíp siêu tuyệt vời và tuyệt mật. Chị em nào, anh em nào muốn biết thì dô liền. Khi dậy thì chúng mình nên mặc quần áo như thế nào ta? Kín đáo, bó sát hay thật hở hang? Này, các bạn ơi, cái lúc mà chúng mình lớn rồi ý, nên chú ý quần áo nào nó kín đáo phù hợp thôi. Đừng có mà bó quá, nó nhỏ xíu à, mặc nhìn kỳ lắm. Mà hở quá lố lăng quá cũng không được, ố dề biết không. Lúc nhỏ muốn mặc gì mà chẳng được, cơ mà lớn rồi phải chú ý đó nhé. Cái đó người ta gọi là thời trang, tinh tế và thông minh nè. Còn nếu mà chưa biết nữa thì có thể hỏi ông bà, cha mẹ hoặc nhanh trí tư vấn cũng đều được hẹn. Chuyên mục fan hỏi nhanh trí trả lời tới đây. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Hằng Nguyễn. Nhanh trí ơi, tại sao trà tươi lại có trân châu? Ủa, trước khi mà trả lời thì lưu ý với Hằng Nguyễn là cái vấn đề chính là chính tả nhé. Không thì nhanh trí đã hiểu sang nghĩa khác luôn rồi. Quay lại với câu hỏi thì nhanh trí cũng không biết tại sao. Cơ mà uống tả tưa không có trân châu thì khác gì uống chanh không bỏ đường đâu. Phải thêm một tí dai dai thì đời mới hết khoai à. Tiếp theo là câu hỏi của bé Mưa Channel, Ngân. Chị có người yêu chưa ạ? Hey, câu này có nhiều bạn hỏi quá rồi. Tiện đây thì tôi nói luôn là hiện tại vì tính chất công việc nên nhanh trí vẫn chưa thể công khai show mặt hay hé lộ về bản thân được. Các bạn thông cảm nhé.
Kế đến là một bạn tên tài khoản KH1007 Nguyễn. Nhanh chị ơi, virus có đi VKC không? Virus không đi vệ sinh đâu, vì cơ thể nó bé xíu à. Chúng không có cơ quan tiết ra chất thải và không có bàng quang hay ruột để lưu trữ. Virus thường tồn tại ở các tế bào của cơ thể chủ nhân hoặc trong môi trường bên ngoài. Chúng lây lan qua các tác nhân như tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm, hít phải giọt bắn hoặc tiếp xúc với chất tiết của người bị nhiễm nha. Ôi, trả lời cũng khá khàn giọng rồi đấy, nhưng vẫn còn một câu hỏi thú vị quá. Chị nhanh chị ơi, bố em cấm tải game, chị có cách gì chơi game không cần tải, không lo, không bị bố tét đít không ạ? Nghe có vẻ khoai thế nhỉ? Gạt bỏ những bài học cứng nhắc dành một phút cho giải trí thì theo các bạn có cách nào không? Nhanh trí rất muốn phụ huynh xem video, nhưng đến đây là điều mà chắc chắn bạn không bao giờ muốn phụ huynh xem đâu. Các hảo huynh đây ơi, chỉ cần vào Google gõ tìm kiếm poki.com là được luôn. Đây là một trang web cực xịn mà ít người biết. Trong này có nhiều game lắm, game tư duy, game phát triển IQ cũng có luôn. Mà anh em nên chơi game khi rảnh rỗi và được sự cho phép của bố mẹ thôi nhé. Không là lại mải chơi không học bài thì toang đấy. Các bạn thấy cái bí kíp này ok la không? Ủng hộ thì lần sau nhanh trí bày tiếp cho nha.